chương một bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com edit xa tuần thứ tư sau khi khai giảng bạn trai của kiều lâm lâm mới chính thức về trường trên danh nghĩa sinh viên học trường trường thanh trường đại học hàng đầu cả nước thì đều là đứa con của trời trong truyền thuyết là những sinh viên giỏi có tương lai sáng lạn nhưng kiều lâm lâm lại cảm thấy rất hổ thẹn với cái danh sinh viên giỏi này không nói đâu xa ai cũng biết đại học trường thanh là trường đại học chuyên tự nhiên số một toàn quốc các ngành đào tạo chính chẳng những xứng đáng đứng hàng đầu cả nước mà còn có danh tiếng trên toàn thế giới, mà Kiều Lâm Lâm lại học khoa xã hội tại trường chuyên về tự nhiên này. Cô là dân thủ đô, một, điểm thi tốt nghiệp trung học lại không quá cao, phận thấp hèn nào dám mong ước xa vời, vì vậy đã xin xét tuyển tùy ý, hai, sau đó được phân vào chuyên ngành tiếng Trung khoa xã hội và nhân văn. Khoa xã hội và nhân văn của trường đại học Trường Thanh rất nổi tiếng, có lịch sử lâu đời nhưng chuyên ngành tiếng Trung của trường lại không lọt nổi vô top 50 chuyên ngành được đào tạo tốt nhất của các trường đại học. Kiều Lâm Lâm đứng ở dưới đáy trường nên rất ngại khi nói mình là sinh viên trường đại học danh giá. Huống chi cô còn là dân xuyên không, học cấp 3 tới 2 lần, thành tích thế này khiến Kiều Lâm Lâm cảm thấy mình đã làm xấu mặt đồng bào xuyên không, vì vậy càng chẳng thể tự hào. Một, thi đại học ở Trung Quốc phân theo khu vực tỉnh thành, những tỉnh thành càng lớn, càng phát triển thì tỷ lệ chọi càng cao. Kiều Lâm Lâm ở thành phố lớn nên tỷ lệ chọi rất cao, mà điểm thi lại không quá cao nên khả năng đậu ngành top thuộc trường top là rất thấp. 2. Xét tuyển tùy ý, nghĩa là nộp hồ sơ vào trường, ngành nào thiếu chỉ tiêu thì sẽ cho học ở ngành đó. Khác với Kiều Lâm Lâm, bạn trai cố chi thu của cô đang học chuyên ngành sinh học, là chuyên ngành ác chủ bài của trường Trường Thanh, được xưng là bộ mặt của Trường Thanh, mà cố chi thu đảm nhận vai trò bộ mặt lẫn khối óc của ngành sinh học, nếu là trong tiểu thuyết ngôn tình anh đích thị là đại thần, còn là đại thần đẹp trai đến mức khiến người ta muốn nhảy lâu. Hồi học quân sự, Kiều Lâm Lâm đã trúng tiếng xét ái tình với Cố Chi Thu, nói đúng hơn là gặp sắc nảy lòng tham, đại học trường thanh chẳng những nồng nặc không khí học thuật mà kỳ học quân sự cũng vô cùng nghiêm khắc. Kỳ học quân sự kéo dài một tháng dưới cái nắng chói chang của mùa hè, hàng ngày luyện tập khiến ai nấy hoa mắt chóng mặt, thần trí mơ hồ. Kiều Lâm Lâm rất đẹp, là kiểu đẹp tự nhiên thuần khiết nhưng vì thời dậy thì bị thiếu dinh dưỡng nên tạo cảm giác hơi yếu ớt, khiến người ta liên tưởng tới lâm mùi mùi, ba, ra gió là ngã. Vì vậy cô đã lấy cớ giả bệnh, cộng thêm diễn xuất tuyệt vời, nhờ đó được nghỉ ngơi một tiếng dưới bóng cây râm mát vào mỗi buổi học, ba, lâm mùi mùi. Là nhân vật Lâm Đại Ngọc có hình tượng khá yếu đuối trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần để lừa gạt huấn luyện viên, tất nhiên không thể chơi điện thoại, Kiều Lâm Lâm chỉ có thể nhìn trái ngó phải để giết thời gian một hôm nọ trong đội ngũ chỉnh tề đi ngang qua mình cô nhìn thấy một bóng dáng cao ráo hệt như cây bạch dương cô chưa từng gặp ai lại đẹp động lòng người như cố chi thu từ kiếp trước đến kiếp này xung quanh cô thì cô là người đẹp nhất người theo đuổi vô số nhưng chưa có chàng trai nào lại khiến cô rung động khi chỉ nhìn sườn mặt như cố chi thu thiếu nữ ôm ấp mối tình si từ đó về sau cô luôn âm thầm quan sát cây bạch dương đung đưa đón gió ấy người có gu thẩm mỹ giống cô không ít ngày kết thúc kỳ quân sự, Kiều Lâm Lâm dạo diễn đàn trường, thấy ảnh của anh được ghim trên trang đầu, trong bài còn có thông tin cá nhân chi tiết của anh. Trừ tên và chuyên ngành học ra, bài viết còn giới thiệu Cố Chi Thu từng là học sinh của trường con nhà giàu trung học phổ thông số 4 trong truyền thuyết, là nam thần của trường trung học phổ thông số 4, ngay từ thời cấp 3 đã tham gia vô số cuộc thi, từng đạt huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế, trong lúc mọi người cắm đầu học hành thì anh đã được tuyển thẳng vào trường thanh đi học lớp dự bị đại học thì được giảng viên để mắt tới kéo vào phòng thí nghiệm theo lý thuyết đã được vào trường thanh thì sẽ sung sướng hơn đám học sinh vắt chân lên cổ để chạy đua trong kỳ thi tốt nghiệp trung học nhưng cố nam thần lại nghĩ khác vẫn tham gia thi tốt nghiệp trung học nói chỉ thi chơi thôi nhưng lại đổ thủ khoa toàn quốc tóm lại đừng cố hiểu về cuộc sống của bọn trâu bò đặc biệt là diện trâu bò chẳng những siêu thông minh mà còn siêu đẹp trai đạt số phiếu cao nhất trong cuộc bầu chọn hot boy tân sinh viên chỉ với tấm ảnh mặc đồ quân sự trong khi những người khác mặc tây trang hoặc tham gia cuộc thi nào đó bài đăng bình chọn rất hot, được ghim lên đầu trang trên diễn đàn tới mấy ngày mới bị quản trị viên xóa bỏ lý do là tiết lộ thông tin cá nhân nhưng cho dù bài viết bị xóa thì tên tuổi của cố chi thu vẫn truyền khắp trường trở thành nhân vật đại thần chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể chạm vào trong mắt sinh viên toàn trường rất nhiều nữ sinh ngon ngoe lòng xuân như kiều lâm lâm đổ xô hỏi thăm tình hình của cố chi thu, sau khi biết lý lịch của anh thì hầu như đều lặng lẽ rút quân, đại thần tầm cỡ đó không phải là người mà phàm nhân như họ có thể nghĩ đến, làm fan girl của nam thần thích hợp với họ hơn, còn kiều lâm lâm thì ngược lại, vốn dĩ cô chỉ mê trai, sau khi hiểu rõ tình huống thì bỗng dưng nội tâm sôi trào, cô nghĩ vị đại thần kiệt xuất này chắc chắn không thua bất cứ nam chính ngôn tình nào, có khi còn là nhân vật được tạo ra để tạo cúp hồ với nữ chính xuyên không là cô ấy chứ không làm gì không phải là người sau đó kiều lâm lâm dũng cảm xông lên tuy cô là nữ chính xuyên không nhưng kỹ năng cua trai chẳng đáng nhắc tới vì chưa có kinh nghiệm yêu đương mà kiếp trước còn chưa học xong năm nhất đại học thì kiều lâm lâm đã bị xuyên không cơ bản là chưa kịp yêu đương kiếp này thì càng khỏi nói cố chi thu là chàng trai đầu tiên mà cô chủ động tán tỉnh quá trình vô cùng thê thảm để theo đuổi anh Kiều Lâm Lâm chỉ còn thiếu điều chưa nghiên cứu 36 kế nữa thôi, chứ những thủ đoạn khiến người đời phỉ nhổ như ăn và hay đeo bám đều đã được cô thực hiện hết. Nói chung, điểm duy nhất khiến cô mạnh hơn kẻ khác trong hành trình theo đuổi nam thần là cô cực kỳ tự tin, hay nói cách khác là mặc dậy, cô tin chắc là sau cùng nam thần sẽ về tay mình, vì vậy quá trình có mất mặt một chút cũng không sao. Kiên trì một học kỳ, cuối cùng nam thần cũng cảm động trước lòng kiên trì của cô, chủ động nhảy vào chén của cô từ học kỳ 2 năm nhất cho đến khai giảng năm 2, Kiều Lâm Lâm và Cố Chi Thu đã hẹn hò được gần 200 ngày. Trở thành bạn gái của đại thần toàn trường giúp cô thu hoạch được rất nhiều, cuộc bình chọn hoa khôi giảng đường còn chưa được tổ chức nhưng cô đã được phong làm hoa khôi, trường có sự kiện gì thì hội sinh viên cũng thường mời cô tham, nhưng đó chỉ là những thú vui nghiệp dư trong cuộc sống mà thôi, với ngành học mà toàn trường đều biết mở ra cơ hờ vui. Kiều Lâm Lâm không quá ông lòng cầu tiến trong sự nghiệp học hành, cô chỉ mong dựa vào hào quan trường danh giá mà tìm được việc nhẹ lương cao sau. Khi tốt nghiệp là đã thỏa mãn rồi. Tuy nhiên, dưới sự đốc thúc hàng ngày của bạn trai, cô không lại rơi vào tình cảnh nước tới chân mới chạy như kiếp trước. Học kỳ trước cô không cần làm đề cương ôn thi mà thành tích cuối kỳ vẫn trên mức trung bình, ít nhất cũng thuộc hạng cao trong lớp. Lấy được thành tích đó, Kiều Lâm Lâm tương đối hãnh diện nhưng được cái này thì mất cái kia trong khi kiều lâm lâm đắc ý vì thành tích cuối kỳ thì bạn trai cô đã được giáo sư lôi vào phòng thí nghiệm cùng các anh chị nghiên cứu sinh cố chi thu có kinh nghiệm thực hành khi còn học lớp đại học dự bị biểu hiện rất xuất sắc vì vậy ngay từ khi khai giảng đại học năm nhất trong lúc bạn học đang ù ù cạc cạc thì anh đã được giao trách nhiệm nặng nề càng may mắn hơn là giáo sư gọi anh vào phòng thí nghiệm cũng dạy lớp của anh vì vậy ngay từ ban đầu đã xem anh là học trò cưng để bồi dưỡng Học kỳ này, cố chi thu nhập học trễ là vì được giáo sư dẫn ra nước ngoài học hỏi, tham gia hội nghị học thuật quốc tế. Tất nhiên anh vẫn chưa là nghiên cứu sinh, tham gia hoạt động này phải tự trả toàn bộ chi phí. Giáo sư thấy gia cảnh anh giàu có, dư sức chi trả nên mới gọi anh theo, mặc kệ thế nào, chỉ mới vừa lên năm 2 mà đã nắm được cơ hội đó. Cố Chi Thu không đơn giản chỉ là đi đầu so với bạn học mà còn là bạn học cùng khóa bị anh bỏ xa. Sách dép chạy theo không kịp. Vì vậy, Tên tuổi của cố thần càng ngày càng vang dội, fanboy fanger trải rộng tất cả các chuyên ngành trong trường, lần này Cố Chi Thu về trường, người kích động nhất không phải là cô bạn gái chính quy Kiều Lâm Lâm của anh, cô còn thấy may mắn vì không có bạn trai suốt ngày lôi tới thư viện, chủ nhật được thỏa sức chơi game, dạo phố với bạn cùng phòng, buổi tối được thức khuya xem phim, đọc truyện. Trong lúc vui quên trời quên đất, bạn cùng phòng vừa đi ra ngoài bỗng tông cửa xông vào, kích động đến mức lôi cô đang chơi game dậy giọng nói như đang tuyên giáo. Lâm lâm, hôm nay đại thần của chúng ta về, mau chuẩn bị tiết giá. Các cô bạn cùng phòng đang chơi game chung với Kiều Lâm Lâm cũng bật dậy, thật không, nam thần của tao về rồi á. Trời ơi hạnh phúc quá. Kiều Lâm Lâm bị bạn cùng phòng Xách như gà. Cầm nín giải cứu cổ áo khỏi tay bạn cùng phòng, Kiều Lâm Lâm sửa lại lời họ. Anh ấy là của tao, tụi mày đừng nhận vơ. Mẫn mẫn giọng dạc. Trai đẹp là tài nguyên quốc gia, là tài sản của toàn dân. Cưng đã chiếm đoạt thân xác của nam thần thì cũng nên rộng lượng một chút. Kiều Lâm Lâm ngậm miệng vì ngại nói cho họ biết là cô chưa chiếm được thân xác của nam thần, hiện giờ vẫn chỉ đang trong quá trình cố gắng. Từ lúc trình viên viên mang tin vui về, căn phòng vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt, mọi người thi nhau thay quần áo, trang điểm hồng bày ra tư thái đẹp nhất để nghênh đón nam thần, chỉ có mỗi Kiều Lâm Lâm vẫn ngồi lì trên ghế chơi game. Mọi người cực kỳ lên án hành vi này. Kiều Lâm Lâm, mày bị sao thế? Khó khăn lắm nam thần mới về mà mày dở thái độ đó hả? Chẳng lẽ đã chiếm được khiến mày không biết quý trọng? Nhìn chúng bạn đang cực kỳ phẫn nộ hệt như cô là loại đàn ông phụ tình bạc nghĩa, rồi lại nhìn game ưa thích của mình, Kiều Lâm Lâm dân lòng chua xót. Anh ấy hẹn gặp nhau lúc 3 giờ rưỡi ở thư viện. Mọi người! Sống cùng nhau hơn một năm, từ lâu các cô đã phát hiện ra trong phòng bị lẫn một kẻ học dốt không thích học tập, mà cũng không thể nói là học dốt được vì nếu học dốt thì đã chẳng thi đậu trường thanh, với cả thành tích của toàn phòng khá ổn, nhưng thái độ lười nhác học tập của bạn Kiều Lâm Lâm quá là giống dân học dốt. Học kỳ một năm nhất, cô đã vắt óc nghĩ mọi cách để theo đuổi nam thần, tuy không trốn học nhưng sau giờ học hoàn toàn không đụng vào quyển sách, trừ sách truyện, cũng đừng mong nhìn thấy bóng dáng cô ở thư viện. Qua học kỳ 2, không cần theo đuổi nam thần nữa, họ đột nhiên phát hiện bạn Kiều Lâm Lâm lại thường xuyên chạy tới thư viện, ban đầu còn tưởng cô cải tà quy chính, sau đó thấy cô ngày nào cũng ngâm mình ở thư viện, rồi lại tự ép mình làm bài tập, nghiễm nhiên là dáng vẻ hạnh phúc trong đau đớn thì họ mới biết là cô bị nam thần ép. Nghĩ vậy, có vẻ như yêu đại thần cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì cho cam, mọi người thương xót cho Kiều Lâm Lâm vài giây, sau đó vứt quần áo và đồ trang điểm qua một bên, giải tán giải tán người ta hẹn nhau ở thư viện chắc là nam thần không tới ký túc xá nữ đâu kiều lâm lâm mày ăn hại quá thể uổng công có mấy nam sinh lén gọi mày là tiểu kiều mày không biết dụ chu công cẩn bốn nhà mày tới đây đón mày sau đó hai đứa đi tù ti tú tí à suốt ngày đắm mình ở thư viện khô khan kiều lâm lâm bạn trai đắm mình ở thư viện cô cũng tuyệt vọng lắm chiếu bộ bốn chu công cẩn tức chu du là danh tướng của nước Đông Ngô thời Tam Quốc. Tiểu Kiều là vợ ông. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.